Căn cứ Trung Đông bị tấn công dồn dập, Mỹ đáp trả quyết liệt. Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã bị tấn công 66 lần ở Trung Đông kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào giữa tháng 10. Lực lượng Mỹ đã bị tấn công 66 lần kể từ ngày 17 tháng 10, 32 lần ở Iraq và 34 lần ở Syria, Phó phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Saints tuyên bố hôm 21 tháng 11. Theo quan chức quốc phòng Mỹ, 62 quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công ở Trung Đông từ ngày 17 tháng 10. Bà Saints cũng lưu ý rằng con số trên chưa bao gồm những người bị thương trong cuộc tấn công vào ngày 21 tháng 11 vì số liệu đang được đánh giá. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng dân quân được cho là do Iran hậu thuẫn đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm gần chống lại lực lượng Mỹ và liên quân tại căn cứ không quân Al-Assad ở Iraq hôm 21 tháng 11. Hai quan chức Mỹ cho biết căn cứ không quân Al-Assad đã bị một tên lửa đạn đạo tầm gần tấn công khiến 8 người bị thương và cơ sở hạ tầng bị hư hại nhẹ. Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ đã đáp trả bằng cách triển khai máy bay AC-130 tấn công một phương tiện của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn cùng một số thành viên liên quan đến vụ tấn công. Bà Saint nói rằng máy bay AC-130 có thể xác định vị trí tấn công và đáp trả nhóm dân quân sau khi theo dõi chuyển động của họ. Phó phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc sử dụng tên lửa tầm ngắn đánh dấu lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông tăng đột biến gần đây. Đây là đòn trả đũa công khai đầu tiên trên lãnh thổ Iraq trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa gần đây nhằm vào quân đội Mỹ. Tuy nhiên, bà Saint cho biết Mỹ đã có những phản ứng trước đó, mặc dù chưa được công bố. Theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở ở Syria nhằm đáp trả hoạt động cuộc tập kích nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Mỹ cáo buộc các cơ sở này được lực lượng Viện binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và các nhóm thân cận sử dụng. Mỹ hiện duy trì 900 quân ở Syria và 2.500 quân ở Iraq nhằm thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Mỹ đã triển khai binh sĩ và khí tài quân sự tới Trung Đông sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Centcom ngày 5 tháng 11 thông báo tàu ngầm lớp Ohio có khả năng mang tên lửa hành trình đã được triển khai đến Trung Đông. Trước đó, Lầu Năm Góc đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay đến Địa Trung Hải sau khi bùng nổ giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas. Lầu Năm Góc cũng xác nhận Mỹ đã chuẩn bị khoảng 2.000 binh sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng, cao độ, chờ lệnh triển khai tới khu vực làm nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết. Mỹ ngày 21 tháng 10 tuyên bố triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa tới Trung Đông, bao gồm hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD và các tiểu đoàn phòng không Patriot nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực. Thưa quý vị, kể từ khi cuộc xung đột giữa lực lượng Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, cho tới nay thì con số thương vong đối với dân thường thì đang ngày càng tăng khi mà ở dải Gaza, Israel thì tấn công trả đũa Hamas và bạo lực với người Palestine ở bờ Tây là những vấn đề đang khiến Mỹ thất vọng với đồng minh lâu năm ở Trung Đông. Vâng, thưa chị Mỹ Hạnh, thưa quý khán giả, thì theo các quan chức y tế do Hamas điều hành ở dải Gaza, thì hơn 12.000 người Palestine, hầu hết là phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu bùng phát. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thực hiện các bước mà Washington tin rằng có thể giúp ngăn chặn cuộc xung đột ở dải Gaza leo thang hơn nữa. Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, điều này đang khiến mối quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm trở nên căng thẳng. Trong hai tuần qua, Tổng thống Biden đã thúc đẩy Thủ tướng Israel Netanyahu về một loạt vấn đề, từ hạn chế thương vong cho dân thường đến đồng ý tạm dừng giao tranh để giải cứu con tin. Mặc dù đã có thỏa thuận ở một số lĩnh vực, chẳng hạn như các chỉ huy Israel đã chấp nhận lời khuyên của Mỹ không tiến vào dải Gaza ngay lập tức ở giai đoạn đầu, nhưng giới chức Washington vẫn lo ngại về các kế hoạch cuối cùng của Israel đối với Gaza, cũng như con số thương vong của người Palestine. Theo các quan chức y tế do Hamas điều hành ở Gaza, hơn 12.000 người Palestine, hầu hết là phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu bùng phát vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Mặc dù Mỹ công khai khẳng định ủng hộ vô điều kiện quyền tự vệ của Israel, nhưng phạm vi và quy mô bạo lực ở dải Gaza đã khiến Washington phải cân nhắc lại. Mỹ bày tỏ thất vọng về tình trạng bạo lực của người định cư Israel nhắm vào người Palestine ở bờ Tây. Hôm 18 tháng 11, Tổng thống Joe Biden đã gửi một tín hiệu rõ ràng tới chính phủ của Thủ tướng Netanyahu rằng ông hy vọng chính phủ Israel sẽ xử lý tình trạng này. Tổng thống Biden nhấn mạnh đã nói với các nhà lãnh đạo Israel rằng bạo lực cực đoan chống lại người Palestine ở bờ Tây phải chấm dứt và những kẻ gây ra bạo lực phải chịu trách nhiệm. Ông cũng cảnh báo Mỹ sẽ xem xét các biện pháp riêng, chẳng hạn như cấm cấp thị thực cho những người chịu trách nhiệm về các vụ tấn công như vậy. Đây là dấu hiệu công khai đầu tiên cho thấy sự kiên nhẫn của Mỹ với Israel đang bắt đầu cạn dần.
Trong nhiều tuần, các quan chức Mỹ đã thúc ép Israel tránh các mục tiêu có thể gây nguy hiểm cho số lượng lớn dân thường hoặc có thể làm dấy lên làn sóng chỉ trích vì vi phạm luật pháp quốc tế, như các cuộc tấn công gần đây vào các trại tị nạn và bệnh viện. Những cuộc đối thoại đó chỉ đem lại kết quả nhất định và Washington đã bày tỏ thất vọng với chính phủ Israel về số dân thường thiệt mạng. Việc lực lượng phòng vệ Israel tiến hành tấn công chính xác và có mục tiêu tại bệnh viện Al-Shifa cho thấy chiến dịch gây ảnh hưởng của Mỹ với Israel đã thành công. Lực lượng Israel tiến vào cơ sở y tế lớn nhất Gaza, còn bao gồm các đội y tế và người nói tiếng Ả Rập, những người đã được huấn luyện để chuẩn bị cho môi trường phức tạp và nhạy cảm này với mục đích không gây tổn hại cho những dân thường. Jonathan Finer, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Mỹ muốn đảm bảo Israel sẽ tính đến số lượng lớn dân thường đã chạy đến phía nam dải Gaza khi họ tiến hành giai đoạn tấn công tiếp theo như dự kiến. Các quan chức Mỹ, bao gồm Greg Mucker, đặc phái viên hàng đầu về Trung Đông của Nhà Trắng, cũng cảnh báo Israel không nên mở mặt trận thứ hai ở phía bắc với Hezbollah ở Liban, nơi đã xảy ra các cuộc tấn công xuyên biên giới. Những cảnh báo đó gần đây đã được phía Israel chú ý, nhưng chính quyền ông Biden cho đến nay vẫn chưa thuyết phục được ông Netanyahu đồng ý ngừng bắn nhân đạo. Các cuộc đối thoại gần đây giữa hai nhà lãnh đạo đã trở nên căng thẳng hơn khi ông Netanyahu liên tục phản đối việc tạm ngừng bắn lâu hơn. Các quan chức Mỹ và Israel cũng bất đồng về diện mạo của Gaza thời hậu Hamas, trong khi cả hai bên đều đồng ý rằng Israel không nên chiếm đóng Gaza sau khi xung đột kết thúc. Chính quyền Biden cho biết họ muốn đảm bảo rằng vùng đất này cuối cùng sẽ do một chính phủ Palestine điều hành và lãnh thổ vẫn giữ nguyên trạng. Hiện vẫn chưa rõ chính quyền ông Biden sẽ xem xét một kế hoạch như vậy nếu Israel đưa ra sao. Về mặt kỹ thuật, nó không làm giảm bớt lãnh thổ của Gaza, điều mà Mỹ đã công khai phản đối, nhưng sẽ hạn chế quyền tiếp cận của người Palestine vào khu vực. Giữa bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại cuộc xung đột tại dải Gaza có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, Israel đã tăng cường pháo kích vào miền nam của Liban nhằm đáp trả loạt bắn phá bằng đạn cối và tên lửa chống tăng của Hezbollah từ miền nam Liban vào ba khu vực thuộc miền bắc của Israel. Ngày 20 tháng 11, quân đội Israel đã tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng cả không quân, hải quân, pháo binh kết hợp bộ binh. Trong đó, các lực lượng không quân, hải quân và pháo binh tập trung bắn phá các mục tiêu khu vực trung tâm và phía nam Gaza, trong khi lực lượng bộ binh tiến hành các cuộc đột kích và vây giáp ở khu vực phía bắc. Đáng chú ý, quân đội Israel tiếp tục không kích vào Bệnh viện Quốc tế Indonesia ở phía bắc Gaza, khiến ít nhất 12 người tử vong cùng hàng chục người khác bị thương. Trước đó, trong ngày 19 tháng 11, không quân Israel đã oanh tạc cơ sở y tế với khoảng 700 bệnh nhân đang được điều trị này, khiến ít nhất 120 người tử vong và gần 200 người bị thương. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo có thêm 3 binh sĩ thiệt mạng trong các hoạt động chiến đấu tại dải Gaza trong 24 giờ qua, nâng tổng số quân nhân tử trận kể từ khi lực lượng phòng vệ nước này bắt đầu triển khai các cuộc tấn công bộ binh vào Gaza cách đây 6 tuần, lên thành 66 binh sĩ và sĩ quan. Liên quan đến căng thẳng tại khu vực biên giới Israel-Liban, sáng 20 tháng 11, quân đội Israel pháo kích hàng loạt mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, các cuộc pháo kích này nhằm đáp trả loạt cuộc bắn phá bằng đạn cối và tên lửa chống tăng của Hezbollah từ miền nam Liban vào ba khu vực thuộc miền bắc Israel. Trước đó, trong đêm 19 tháng 11, quân đội Israel cũng pháo kích dữ dội vào hàng loạt vị trí của Hezbollah dọc biên giới, nhằm đáp trả vụ Hezbollah bắn 3 quả tên lửa chống tăng vào một vị trí của lực lượng phòng vệ Israel ở khu vực Jalin. Theo truyền thông khu vực, một trong các cuộc tấn công của Hezbollah đã khiến 3 binh sĩ Israel thiệt mạng, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được lực lượng phòng vệ Israel xác thực. Kể từ sau cuộc pháo kích của Hezbollah vào khu vực trang trại C3 mà lực lượng phòng vệ Israel đang kiểm soát tại khu vực biên giới Israel-Liban hôm 8 tháng 10 nhằm biểu thị sự ủng hộ dành cho lực lượng Hamas ở dải Gaza. Các cuộc giao tranh qua biên giới giữa lực lượng phòng vệ Israel và Hezbollah được ghi nhận diễn ra hàng ngày đã gây ra thương vong lớn cho cả hai phía, trong khi đó thương vong về phía Hezbollah đã lên tới con số hàng trăm. Một số chuyên gia khu vực cho rằng, cục diện chiến sự tại miền nam Liban hiện đã rất gần với kịch bản của một cuộc xung đột vũ trang toàn diện. Nếu không được kiểm soát tốt, chiến sự có nguy cơ leo thang và lan rộng ra toàn khu vực, nhất là sau khi lực lượng Hồi giáo Al-Houthi ở Yemen vừa tiến hành bắt giữ một tàu của Israel tại khu vực Biển Đỏ hôm 19 tháng 11. Cả Hamas, Hezbollah và Al-Houthi được cho là đều có quan hệ tốt với Iran và nhận được sự hậu thuẫn lớn từ Tehran từ nhiều năm qua.